các bác khi mua về ấy, đấy, các bác yên tâm một điều là cái thứ nhất là nó sẽ không bị mối mọt, và cái thứ hai nữa là không bị lứt lăm này, và cái thứ ba quan trọng nhất là nó sẽ không bị cong vênh. Các bác mua về là sử dụng là ok. Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì cho em cảm ơn đến toàn thể các bác khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ cơ sở bán hàng bên em trong thời gian vừa qua. Thì ở đây là những cái đơn hàng thùng nylon mà cơ sở bên em đóng và gửi đi trong buổi chiều ngày hôm nay. Đấy, các bác có thể thấy là một cơ sở bán hàng uy tín ý. Đấy, với cái số lượng thùng các bác đặt trong một hôm này đấy, rất là nhiều. Đấy, hiện tại thì bây giờ đang là đầu tháng 5 âm lịch, để các bác vẫn có nhu cầu chia đàn cũng như là chuẩn bị khai thác mật hè ấy. Đấy, các bác cần với cái số lượng thùng ong rất là nhiều. Đấy, ngoài bán thùng ong ra thì bên cơ sở em là bán tất cả các vật tư về ngành ong. Đấy, đối với bác nào mà có nhu cầu về cái vật tư gì thì các bác có thể là liên hệ cho bên cơ sở em. Đấy, đây là một chuyến này. Đấy, thùng ở trên xe này, còn về đây là đang đóng hàng các bác. Đấy, khu vực đây là đang đóng hàng. Còn giới thiệu qua cho các bác một chút là về cái thùng ong bên cơ sở nhé em. Thùng thì được làm bằng gỗ gạo. Đấy, đã được xử lý ngâm rất là kỹ rồi. Đấy, đâm ra các bác khi mua về ấy, đấy, các bác yên tâm một điều là cái thứ nhất là nó sẽ không bị mối mọt, và cái thứ hai nữa là không bị lứt lăm này, và cái thứ ba quan trọng nhất là nó sẽ không bị cong vênh. Đấy, các bác mua về là sử dụng là ok. Còn kích thước thùng nuôi ong thì các bác tham khảo thực tế này, với cái chiều dài của nó ở trong lòng sử dụng nó là 42,5, còn chiều rộng nó là 26, còn chiều cao nó là 27. Đấy là những cái chiều mà mình sử dụng nhé. Còn về cái độ dày thì nó là 1/7 các bạn. Đấy, 1/7. Đấy, đã được bào trà rất là sạch sẽ. Mỗi một thùng ong thì các bác sẽ được tặng kèm theo là một chiếc vách ngăn như thế này. Đấy, chiếc vách ngăn này. Còn ví dụ các bác mua cầu thêm này, đấy, cầu thêm thì bên cơ sở là sẽ bỏ vào thùng. Đấy, một thùng thì nó mất hơn 40.000 tiền cước, thì các bác cứ tham khảo là mua thùng, mua thêm cầu để đút vào bên trong để cho nó được giảm tiền cước, hoặc là những cái vật tư ví dụ như là chân tầng, hoặc là áo bảo hộ, hoặc là bình khói. Đấy, những cái gì mình đút được vào bên trong thì cái thứ nhất là đảm bảo an toàn khi gửi, và cái thứ hai nữa là không bị chịu cước phí. Đấy, còn một thùng ong thì tiêu chuẩn thì nó sẽ có cửa để cho con ong đi. Đấy, ví dụ như kia cửa này, đằng sau thì sẽ có một cái lỗ thông gió như này. Đấy, lỗ thông gió đây. Đấy, đẩy đi đẩy lại được các bác này. Đó. Đấy, còn về bên cơ sở em thì là một cơ sở bán hàng uy tín rồi. Đấy, một tháng thì thường thường là sẽ đi được rất là nhiều thùng ong. Đấy, ví dụ như hiện tại đang ở trong cái mùa, ví dụ như mùa hè này, chớm mùa hè này, các bác vẫn tin tưởng ủng hộ. Đấy, nhiều bác là ví dụ có đàn ong bốc bay về nhà chẳng hạn, muốn mua 1-2 thùng. Đấy, hoặc là các bác mua với cái số lượng nhiều để chia ra. Đấy, thì các bác tham khảo đặt hàng bên cơ sở em. Đấy, còn về đây là những cái chiếc cầu căng dây. Đấy, bác nào mà có nhu cầu mua cầu căng dây thì bên cơ sở là sẽ căng dây. Đấy, cũng như là bắn ghim cho các bác này. Đấy, bắn ghim căng dây thì khi căng thì nó sẽ không bị rút cầu này các bác này. Đó, và cầu đã được xẻ rãnh ở giữa. Đoạn này cầu thì được làm bằng gỗ keo, cực kỳ là cứng rồi các bạn. Đấy, gỗ keo nhiều bác bảo cong vênh, nhưng mà đấy, các bác thấy thực tế trên video đây. Đấy, nó rất là thẳng. Bởi vì gỗ keo thì khi bên cơ sở xẻ ra ấy, thì thường là sẽ để nó khô 100% để trong cơ sở bắt đầu hoàn thiện cho các bác. Đấy, còn một video thì quay cho các bác xem là về một ngày đóng thùng ong bên cơ sở. Đấy, với cái số lượng đơn hàng rất là nhiều. Đấy, bác nào có nhu cầu mua thùng nuôi ong hoặc là tất cả các vật tư về ngành ong ấy, các bác liên hệ với em qua số điện thoại để góc màn hình video. Còn nào bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.